Món này thì nó quen gia vị và nướng lên đặc thường thôi rồi đấy mọi người ạ. Đây. Ăn hết giờ luôn. Thì ngấm gia vị xong bắt đầu anh em mình sẽ xiên nhá mọi người nhá. Okay. Chia trẻ đấy. Lấy xiên đi. Chuẩn bị xiên, vỉ, nước, xiên thịt xiên hoa quả. Đấy là gà xiên hoa quả. Nhìn còn ngon hơn cả thịt nướng BBQ kia. Đấy, thấy cũ rồi. Đấy, đấy, cho mọi người nhìn kỹ này. Đấy, trời. Nhiều con mất đầu rồi, tại vì đầu nó khó phạt quá nhá. Một đại đa số là có đầu. Món ăn từ một món ăn kinh dị trở thành một món ăn vừa đẹp mắt, vừa ngon luôn. Đấy là thật ra nếu mà cái giá đấy là cũng gọi là đồ ăn cho chó đấy, nhưng mà nó là đặc sản đấy, cái đặc sản mà cái giá kiểu gì ngon nhưng mà nó lại rất rẻ. Thế bây giờ ăn không ngán, siêu chất đấy, món ăn này siêu chất đấy mọi người, chất lượng. Ngon lắm. Rồi, đầy đủ các dưỡng chất trong một cái xiên này nha. Cà rốt này, lá cũng có này, chất thịt cũng có, chất hoa quả này. Như một con như này nhá, một con như này thì nó nằm ôm một quả trứng như này, mình chỉ cần xiên phát thế này, thế được là xiên thế nào cũng được. Đấy. Đấy, thấy nhá, nằm im, nằm gọn luôn. Lấy thông xiên đi. Ok. Đấy, ok nhá, được 4 xiên này anh em ạ. Được rồi. Bắt đầu lên lò nhá mọi người nhá, nhìn ngon không? Con nào con đấy nằm gọn, xếp, ngăn nắp, đẹp đẽ. Lên là lên. Tuyệt vời luôn. Món ăn phải nói là cực kỳ độc lạ. Nướng như kiểu nướng cỗ luôn mọi người ạ. Tuyệt vời luôn. À, chỉ khoảng tầm 10-15 phút là chín. Nó chín rồi. Nhưng mà để chín những rau củ quả mà chín ngon nữa. À, con gà con thì gần như chín rồi nhé. Ok nhé mọi người nhé, chín rồi. Ui dồi, nhìn. Thơm phức rồi mọi người ạ. Vàng khê. Úi dồi ôi. Chưa. Ok. Ăn cháo sớm đi, cháo sớm đi. Ôi mùi dứa sướng nhỉ. Còn bỏng ít thôi. 100% là chín rồi mọi người ạ. Tại vì cái lúc hấp đã gần chín rồi. Ok nhá mọi người nhá. Wow. Ê, bà chén này. Nhìn món ấy là ngon luôn. Hết sợi cũng là bảy. Giống như chim cút quay ấy nhỉ. Chim sẻ. Ok nhá mọi người nhá. À, đây là một món ăn kinh dị đối với mọi người. À, đối với anh em mình cũng kinh dị đấy, nhưng mà ngon. Mình sẽ thử cái này. Một con này xem nhá. Ôi giời ơi. Ôi. Wow, lỗ trứng nó luôn này. Mời tất cả mọi người nhá. Thử cái xem gia vị nào ạ. Rồi. Em đã thử một con ạ. Thơm. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn như chim nướng luôn đấy. Nhà. Thơm lắm mọi người ạ. Nó kiểu không cút đấy. Ăn kim nướng luôn.
Thậm chí cái bánh trứng này ngon hơn. Ngon mà. Ngày trước Mang Lệ còn hay đi xin cái con gà nó nở ra rồi nhưng mà yếu lại á. Đây nước sôi đặt lòng này. Nước sôi đặt lòng ăn ngon á. Cái món này có được tầm 6 đến 8 nghìn 10 quả một chục á, tùy hôm. Rất là rẻ. Rẻ hơn cả trứng sáng luôn. Ngon lắm ăn mà. Cái trứng sáng mà lỏng lỏng ấy, trứng lỏng lỏng đấy 1.000 quả đấy. Nhưng mà ngon. Anh nó thơm đúng không ạ? Anh không khác gì như kiểu là chim bình thường luôn mọi người. Rất là ngon đấy mọi người. Này, mình sẽ bỏ này vào xem. Đấy, cái phần trứng nó này. Phần đầu nó nha, mềm nhá. Phần lưng này ăn nó giống như thịt nướng này, ăn nó giống như thịt chim ấy nhá. Thật giống như thịt chim sâu ấy. Ăn cực kỳ ngon nhá. Nó không bị bã vì đã vặt hết lông rồi. Nó ngon nhỉ. Nó giữ được vị ngọt vì nó là gà kia mà. Gà chiên nướng. Là miếng khoai tây nướng. Không biết có ngon như khoai tây chiên. Ngon. Ngon. Không ngon lắm. Khoai tây mùi chân gà. Lá. Ngon tuyệt vời nhé mọi người nhé. Mình phải kiếm con nào có đầu ăn nó là con này. Nhìn đúng tư thế nằm trong quả trứng. À, những con gà này thường người ta sẽ đem bán vào thứ 3 hoặc thứ 6 vì những cái hôm đấy là trứng da lò nhỉ. Trứng da lò những con này hỏng thì bỏ phải đem bán trong vòng 1 ngày 2 ngày không hết là người ta cũng bỏ cho chó. Thế nên là giá rất là rẻ, ăn ngon nhưng mà nhiều người lại sợ ấy, nhiều người sợ. Thế nên là chỉ béo anh em mình thôi, cứ hôm nào có là mình gặp vừa rẻ vừa ngon. Một cân thịt gà tính ra nó 15-20 nghìn. Nhiều cấp. Lúc này ăn hết 3 con gà. Đúng là lộn bình thường em không thích ăn đâu. Nhưng mà đúng gà ngắt rồi á. Ngoài đông gà mình cũng mẹ ăn ngon. Không bị bã luôn nhỉ. Thơm á. Nó thơm. Ăn cái phần ngoài như thịt chim ấy. Chim sâu. Dứa này. Cứ phải ăn chim. Ngày trước nhá. Ngày trước không biết ở dưới Hà Nội còn cái món gọi là gì nhỉ? Dứa chim thơm, quay không? Thơm gắt luôn đấy. Chim cút nhỏ quay không? Ngày 2010, 2011 có 3.000 con. Sau mình mới phát hiện là người ta toàn lấy những cái con vịt nở ra nhưng mà nó yếu ấy, loại ấy. Thế là làm sạch lông, chặt mỏ, nhồi móc mật vào xong rồi nướng đem bán lành thành thịt chim. Ăn vẫn ngon thế. Ai không biết vẫn tưởng là thịt chim đấy. Sau mãi mình mới biết cơ. Nhưng mà làm như thế này ngon nhất này. Thế rồi nha mọi người nha. Và ăn ngon. Đặt cầm. Ăn được những cái phần trứng nó mềm, thơm lắm mà. Cái phần trứng nó rất là ngon nhé. Nó sật sật đấy. Nó không như trứng, nó không bã như trứng thường. Nó không bị ngấy. Mềm quả đấy. Nó mềm, nó sật sật đấy. Tưởng nở ra là nó phải mất cái trứng đấy nhỉ. Lúc nó nở ra thì nó bị tiêu. Nhưng bụng nó vẫn còn hơi một tí. À, xong tiêu dần đúng không? Đó. Nó tiêu dần. Vài ngày nó mới tiêu. Tại nó tiêu trong cái tanh rốn, tanh rốn ấy. À. Mao Đệ nó chuyên gia gà trọi thế nên là cái gì về gà con nó biết.
gà chọi con này. Thế gà tai này anh không ra xem nó đấy bao giờ lúc nó nở ấy, xem mình cứt rồi hay là dình gà mái để cụ tác xong rồi lấy trứng hút luôn. Ai thật có người làm được, vừa thấy cụ tác đấy là vén con gà lên nhặt quả trứng tập phạt xong. À, mà đố mọi người nhá, tại sao con gà mái nó để nó lại cụ tác? Đố mày. Nó đâu để nó kêu, những người kêu ý. Cũng đúng nhưng mà chưa chuẩn nhất đấy. À, nó để nó kêu là vừa đau vừa rát đấy, vừa đau vừa đau vừa rát đấy, thế nên là mới có cái kiểu có cái câu là cục tác. Thực ra nó là nó dịch ra câu đấy nó là vừa đau vừa rát chứ không phải cục tác mà mọi người vẫn hay nghe. Hương nhất là cái đầu nó ăn ngon. Là nghe mình mệt vò thật nhiều cái lá mốc mật lại. Nó bắt đầu ướp lâu rồi, còn thơm hơn. Cái lá mốc mật vẫn chưa ngấm, nếu mà nó ngấm vào nữa thì thơm ngon cực kỳ luôn. Kẹp vào mặt. Lá mốc mật chay ra, bóp nước vào. Không, thơm. Kẹp vào ăn giòn thơm. Mưa thời tiết thay đổi long trong sạch luôn, tuyệt vời. Món này ngon nhé mọi người nhá. Ok, thành công và tuyệt vời. Bình thường chỉ luộc lên ăn thôi nhưng mà làm thế này kỳ công hơn, ăn ngon hơn, đỡ ngấy hơn, đẹp mắt hơn, không còn kinh dị nữa mà ăn được nhiều đồ. Bình thường ít ăn những cái đồ này. Nấu kèm mà ăn ngon không ạ? Tuyệt vời rồi. Cà rốt nè, khoai tây nè, dứa nè, đủ chất luôn. Ngọt lắm, ngọt thơm lắm. Có người chỉ, đây này, giờ anh sẽ lấy một cái con nó to và đẹp, chuẩn nhất cho mọi người xem. Nhìn con này còn róm đây này, thôi được, con này được. Nhìn nó còn róm. Có người lại chỉ thích ăn cái phần trứng này. Đấy, còn mình ấy, mình lại thích ăn cái phần ở trên này nó có cái mật. Nhưng mà nướng này với làm thế này nó vỡ mất cái mật rồi. Ăn nó không có vị ngăm ngăm đắng nó mới ngon. Còn Mao Đệ thì lại thích cái loại thối, thung thủng một tí. Đấy, nó lại cái loại là thung thủng, khăm khẳng, không thối hẳn. Đấy. Nhưng mà phải không có loại con cơ. Bạn nó chưa thành con cơ, nó không lộn được ấy. Rồi, nó bị hỏng. Loại đấy dễ làm mà. Cầm trứng gà cho con một tí, hơi sương sương một tí thôi. Cho vào cho nó ốc.